Cuối tuần xóa ở Biểu Long thì bọn em mới lên kế hoạch mà đi và đi vừa đến tối hôm qua là bọn em lên kế hoạch là sáng nay đi luôn. Dạ. Và em rất là hài lòng với khu du lịch này. Hello, xin chào. My name is Mariusz. I came from Poland. I'm in Vietnam for 6 months. I came here just today. I didn't know about this place before, but it's one of many very beautiful places in Vietnam which you cannot easily find. But when you come here, you can really enjoy this place.